Vũ Thu Phương liên tục bị gọi tên sau chiến thắng của trò cưng Bùi Xuân Hạnh tại Miss Cosmo. Fan sắc đẹp tiếp tục soi lại một hành động thể hiện rõ sự thiên vị của ban giám khảo với học trò, ngược lại luôn cố bắt bẻ Hoàng Thị Nhung lách luật. Kết quả chung cuộc của Miss Cosmo Việt Nam, Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2023 gây ra nhiều tranh cãi. Có ý kiến cho rằng Vũ Thu Phương dọn đường cho gà nhà đăng quang, cũng có người cho rằng Xuân Hạnh giỏi nhưng vẫn xếp sau Á hậu một bậc. Không những thế, thái độ của CEO Bảo Hoàng khi trao vương miện cho người kế nhiệm Ngọc Châu có phần sượng chân khiến nhiều khán giả đặt nghi vấn về tính công bằng của cuộc thi. Mới đây, mạng xã hội TikTok bỗng dần dần những clip cũ trong quá trình ghi hình truyền hình thực tế. Qua đó, khán giả đào lại được nhiều khoảnh khắc ban giám khảo Vũ Thu Phương liên tục tỏ thái độ không hài lòng với màn thể hiện của thí sinh Hoàng Thị Nhung và một vài người đẹp khác. Ngược lại, luôn hết lời khen ngợi gà cưng Bùi Xuân Hạnh, thậm chí còn công khai ưu ái. Trong thử thách quay hình cùng thương hiệu xe, Hoàng Thị Nhung có màn thể hiện tương đối tốt. Đáng chú ý, khi người đẹp ra hiệu để dừng thời gian trong lúc thực hiện, ngay lập tức các ban giám khảo, đặc biệt là Mâu Thủy đã dành lời khen về việc quản lý thời gian của Nhung rất tốt. Tuy nhiên, Vũ Thu Phương lại không cảm thấy như vậy, cô liên tục cho rằng Nhung đang tốn rất nhiều thời gian bên lề và có chút lách luật. Cũng chính vì bất đồng quan điểm mà giữa hai vị ban giám khảo đã có lời qua tiếng lại, Mâu Thủy cho biết. Có vẻ chị Phương không thích điều này nhưng đối với Thủy, Nhung là một người rất hiểu luật, Nhung xài luật như vậy, Thủy rất là thích. Trong khi đó, Vũ Thu Phương lại thể hiện rõ thái độ, Hoàng Nhung, nếu như tiếp tục em không quản lý tốt thời gian hơn và chị đang cảm thấy em hơi lách luật. Hoàng Nhung ngay sau khi nghe được phản hồi từ phía ban giám khảo Vũ Thu Phương về phần thể hiện của mình, cô lập tức gửi lời xin lỗi và giải thích bản thân không hề cảm thấy mình đang lách luật trong thử thách này. Đáng chú ý, về kết quả cuối cùng của phần thi này, học trò cưng của Vũ Thu Phương, Bùi Xuân Hạnh là người đã giành chiến thắng. Điều này khiến khán giả không khỏi dấy lên nghi vấn ban giám khảo đang cố tình gây khó dễ cho các thí sinh khác, ngược lại có phần thiên vị rõ ràng đối với gà nhà. Hành động này của Vũ Thu Phương khiến người hâm mộ sắc đẹp nhớ về nhận xét của cô dành cho Thúy Vân tại Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019. Thời điểm đó, Vũ Thu Phương bị cho là liên tục gây khó dễ và cố tình xử ép Thúy Vân trong mọi phần thi, cô thậm chí còn chê Á hậu quốc tế có phần cách quắc trôi quá. Cũng từ đó mà nhiều khán giả đã đặt biệt danh mới cho vị ban giám khảo này là Vũ Thu Trôi. Tuy nhiên, hiểu lầm đã được hóa giải sau đêm chung kết năm ấy. Vũ Thu Phương là một trong hai người liên tục vỗ tay cho phần thi ứng xử của Á hậu Thúy Vân và cô cũng lên sân khấu ôm người đẹp an ủi sau khi kết thúc đêm thi cuối cùng. Sau đêm chung kết Miss Cosmo Việt Nam 2023, Vũ Thu Phương nhận được nhiều câu hỏi về kết quả chung cuộc, nữ ban giám khảo cũng thẳng thắn chia sẻ. Dĩ nhiên đâu đó Xuân Hạnh cũng còn có những điểm yếu mà em ấy cần cố gắng nhiều hơn để chứng minh cho mọi người thấy sự tỏa sáng trong tương lai. Còn với những giá trị riêng của Nhung thì có nhiều điểm trong thang điểm tôi không tiện nói ra cho mọi người biết, tôi nghĩ trong tương lai Hạnh sẽ tỏa sáng. Dĩ nhiên, kết quả của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam luôn là sự đồng thuận của tất cả ban giám khảo. Mọi người có thể nhìn thấy chúng tôi chấm điểm ngay tại trên bàn, năm nay đặc biệt là chấm online, kết quả không cần đợi vào bên trong cộng điểm nữa mà nó diễn ra ngay trên bàn rồi. Khi vào bên trong thì chỉ biết kết quả cuối cùng,